Hello, xin chào anh chị em. Chú Mega hôm nay quay trở lại với kênh review của hệ thống bệnh viện Đồng Hồ. Thì chúng tôi hôm nay xin phép trường Omega được phép review một cái sản phẩm đồng hồ mang thương hiệu ConoSwiss. Một chiếc ConoSwiss ConoRep và Date. Anh chị em có thể nhìn thấy cũng khá từ xa một chiếc dàn sản phẩm mà trị giá lên tới khoảng là tầm cỡ 20.000 đô la cho một cái sản phẩm như này nếu mà anh chị em muốn mua mới. Thì nhiệm vụ của chú Omega ngày hôm nay sẽ là đi tìm hiểu là trong một cái sản phẩm đồng hồ lên tới hơn 400 triệu thì có những cái chi tiết như thế nào, và từng chi tiết nên làm sao, thì mời anh chị em có thể chiêm ngưỡng chi tiết độ tinh xảo của một cái sản phẩm này. Đây là một chiếc ConoSwiss Skeleton, khung xương toàn bộ luôn. Thì anh chị em nhìn này, cái lớp chống chói của nó là cũng đã bắt đầu là nó bị bợt, nhưng mà nhìn qua khung xương thì nhìn thấy, anh chị em nhìn thấy là nó rất là rối, nhìn rất là phức tạp. Trường cái này đã mở ra bằng hệ thống van rồi, thì trường sẽ mở dần dần ra cho anh chị em xem. Trước tiên thì trường sẽ kiểm tra thêm là đồng hồ này ngoài vấn đề bảo dưỡng thì có vấn đề gì nữa không. Nhưng với kinh nghiệm của tôi thì tôi thấy là cái này chỉ cần bảo dưỡng lau dầu là hoàn chỉnh. Rất là lâu rồi cho nên bây giờ nó két lại. Đây, oscillating weight bao gồm là được skeleton logo và quay sức rất là đẹp. Tôi đang tháo bỏ hai cái hệ thống ốc để mà nó giữ máy. Vì cái này nó phải mở phần trên cho nên là tôi phải mở toàn bộ cái phần trên ra. Cái này hệ thống gen anh chị em nhá, nhiều người thợ không biết quay ra cứ lôi dao đi băm vào với mở vành ra, nhưng mà thực ra cái này là hệ thống gen vành và phải có đồ dụng cụ chuyên nghiệp riêng để mở được cái vành đó thì mới làm được cái sản phẩm đồng hồ này. Đây, máy camera có thể quay cận được cảnh vào một cái sản phẩm. Anh chị em có thể nhìn thấy rõ là cái bộ nhổ kim của tôi cũng đều xuất phân thân từ bê gông Swissmed. Khi mà nhổ kim của chúng tôi thì gần như là những cái bộ nhổ kim nó chuẩn như này thì nó sẽ không bao giờ bị cái vấn đề là ít khi gặp cái trường hợp bị làm xước kim. Đây là một cái sản phẩm mà sau khi mà tôi đã lấy bộ mặt số kim và cái này chỉ còn lại dư lại là tất cả hệ thống máy móc, anh chị em có thể ngắm qua. Ok, bây giờ tôi sẽ đi vào việc là tháo ra toàn bộ các cái chi tiết này để mà mời anh em chiêm ngưỡng anh em nha. Tức là từ thần lịch rồi ConoRep phần trên phần giờ thì tôi đã tháo được gần hết. Cuối cá liên quan đến phải xả cót trước khi mà tháo thì tôi lại bắt đầu là lật ngược lại cái này lại, và tôi đưa cái máy này trở về cái phần là
Để tôi có thể anh chị em có thể nhìn thấy là tất cả các con vít nó đều màu xanh, là do được ở hãng là làm sau khi mà đánh bóng xong bắt đầu cho vào đốt, tức là thổi niken và cho đốt đèn cồn và tạo ra được một màu xanh rất là đẹp vậy. Đây là bộ phận tự động, đây là hệ thống bánh xe đảo chiều, đây là búa sọc gọi là hammer, đây là một cái bánh xe Konofood. Và đến đây là tôi sẽ, đây là một cái cầu của cái bánh xe nhỏ nhỏ để nối Konorap sang. Anh chị em nhìn thấy rất là nhỏ, nghĩa bong màu vàng này. Đồng là khi mà đồng nó cọ vào thép thì nó không bị xước. Anh chị em, đây là một cái cột gọi là cột cột cam. Cột cam này anh chị em có thể nhìn thấy là đánh được đánh thớ xước và những cái ven, và những cái ven ven tức là vòng bên cạnh của những cái này là được đánh thớ bóng, độ kỹ rất là cao. Kết hợp là đây là hệ thống máy xe lỗ vuông để mà ăn với dây cót. Ok, tôi đi sẽ đi tháo phần quan trọng nhất là cái bộ phận vành tóc này, cái là bộ phận balance balance. Thì anh chị em có thể chiêm ngưỡng rõ luôn là một chiếc đồng hồ nó có những cái chi tiết nào. Đó. Rất nhiều chi tiết, có mấy trăm chi tiết là tôi đã tháo gần đã hết rồi. Và khá là nhiều, và từng bộ phận nào vào bộ phận đấy. Và nhiệm vụ của tôi thì đã hoàn thành trong buổi cái video này. Và hy vọng đón chờ video trong khi mà chúng tôi bảo dưỡng và lắp ráp lại. Nha anh chị em nha. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong chuyên mục sớm nhất.